Thưa quý vị, khó tiếp cận hiện trường cháy, khó tiếp cận nạn nhân là hai trong số các nguyên nhân khiến cho các vụ hỏa hoạn gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ cháy xảy ra tại nhà sách Bạch Đằng trên đường Bình Giã, thành phố Vũng Tàu xảy ra vào chiều ngày 11 tháng 3 vừa qua, lực lượng chức năng đã rất khó khăn khi tiếp cận gốc lửa do đám cháy ở trên tầng cao, dẫn đến mất nhiều thời gian khống chế đám cháy. Đây là vụ cháy xảy ra vào chiều 11 tháng 3 năm 2023 tại nhà sách Bạch Đằng nằm trên đường Bình Giã, thành phố Vũng Tàu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố về điện dẫn đến chập cháy. Đám cháy xảy ra ở tầng 4, nơi sử dụng làm rạp chiếu phim có nhiều vật liệu cách âm dễ gây cháy. Bốn mặt tòa nhà được bao kín, còn phần mái được sử dụng để lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, nên lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận dập tắt đám cháy. Các loại hình cơ sở này luôn tồn tại nhiều vấn đề đáng quan tâm về công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ. Về hệ thống điện trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng như là chung cư, hộ gia đình. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hàng trăm nhà cao tầng sử dụng để ở và kết hợp kinh doanh dịch vụ. Điều đáng nói là hầu hết các nhà này đều không có lối thoát nạn hoặc bố trí không đảm bảo yêu cầu. Khi xảy ra cháy, việc tiếp cận dập lửa, cứu người đều rất khó khăn. Đảm bảo các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất những vụ cháy xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các chủ cơ sở, người dân nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy, bố trí hàng hóa, lối thoát nạn phù hợp, đúng quy định, trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo xử lý kịp thời, hiệu quả đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Hiện tại bây giờ các lối thoát nạn của chúng tôi được bố trí rất là rộng rãi, tất cả đều có các đèn exit và các đèn exit để chỉ dẫn, rồi là có những cái có các đèn sự cố để tránh cái để đề phòng những cái trường hợp mà cúp điện sự cố thì là đèn sự cố nó sẽ chiếu sáng. Các lối thoát nạn đều được kiểm tra thường xuyên. Cán bộ là phòng cháy chữa cháy xuống kiểm tra cũng như là hướng dẫn cũng khá thường xuyên. Mới vừa rồi đây thì cũng hướng dẫn rà soát lại toàn bộ. Trong đó là trang thiết bị là tiêu chuẩn của một trung tâm thương mại, cho nên là nó đầy đủ từ theo từng tầng và theo từng phân khu. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, có trên 80% vụ cháy xảy ra do sự cố về điện, nên người dân, các chủ cơ sở phải thường xuyên kiểm tra, đầu tư bảo trì hệ thống điện. Trong quá trình vận hành, sử dụng hệ thống thiết bị điện phải đảm bảo theo hướng dẫn của các nhà sản xuất, tránh việc sử dụng quá công suất hoặc lắp đặt sai về mặt thiết kế, dễ phát sinh các sự cố liên quan đến yếu tố kỹ thuật. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ ghi nhận một vụ cháy gây thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, trước thực trạng cả nước đang ở cao điểm hanh khô nắng nóng, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ ở nhà cao tầng kết hợp kinh doanh dịch vụ luôn tiềm ẩn. Ngoài nỗ lực của ngành chức năng, các chủ cơ sở, người dân phải chủ động thực hiện tốt các quy định phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh dịch vụ lẫn sinh hoạt diễn ra an toàn, bền vững, hạn chế thấp nhất hậu quả và thiệt hại khi có sự cố cháy nổ xảy ra.